phở gà đa cao đúng không? Nhanh đi nha, có xe cậu, cậu hai đứa không? Trống à. Nó phải trống hôm nay. Cuối tuần mà đi giờ này là giờ vắng à. Đi có 12 giờ mấy là đến đông. Thù quá trời thơm luôn á. Chắc barbecue á. Có mặt mấy cà trời. Cái mặt đó kìa. Thù cũng đông quá trời. Bà mới tới hả? Tới giờ. Bà mới đi ngang quá đang kìa được tới. Thì giờ mà nãy chở chú tới. Có mấy người biết không? 13 người, biết có 3 người, biết có một bạn không? Ê, ra lại đứng đây đợi nè. Phải chưa tới hả? Ừ, thì đã tới rồi. Nói điện. Cái gì quạo gọ à? Hả? Tám người. Hồi này xíu có người dẫn ha. Dạ là xíu. Kệ giao tán kìa. Tránh lên, tránh lên. Đừng có lấy điện thoại đưa nó này đi. Cái gì chúng mà phỏng chắc mò. Bên đây. Dắt. Đi vô mấy cậu. Nóng quá. Còn ở đây nè. Bao nhận đây nhiều máu tỉnh hơn quá trời luôn á. Nhiều máu quá. Cái này bên đây là bánh cơm phở phải nguyên con gà luôn hả? Này á, lấy lớp dưới đừng lấy lớp trên nó dị ứng. Mai cò, mai cò dị ứng trứng, chứ gấp la. Mấy đồng ăn đã luôn hả? Ủa mượn lớp đâu có đâu. Ôi nhìn đã không? Đi hết bên cái mua hả? Kim nha. Hạnh trên đất không phải phở kìa. Hả? Nó hai nó không phải phở hả? Viền phở mà tại sao lại ăn phở. Cái này cũng mười mấy đồng nè, mà nhìn nữa không? Đi ăn gì, đi ăn thịt bậy không? Được, đi lấy cái này nào? Mấy này ra đủ. Xé cho
đúng rồi. Hàng đây đang nửa con gà nó còn cắp như này nữa rồi. Thằng tham mày mặc lù như thằng sọt bơm 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 bỏ đã rồi. Chưa leo luôn. Ok. Chưa luôn. Luôn. nhiêu vậy? Mười mấy đồng mà bánh nóng dở lắm. Mày có nhà hàng gì? Cơm tấm thịt. Đây nhiều nhà hàng quá, nó cạnh tranh. Cơm tấm Thịnh Kiều á. Rồi, nhà mình đủ chưa? Bò á, bò đại hãng làm ngon. Nước ngon vừa. Đây nuôi em qua qua mình hả? Hả? Chứ hạnh đã qua rồi hả? Không, có nghỉ 7 tháng. Gì nuôi em nghỉ tháng hả? Ừ, wow. Tháng. Nghỉ dữ vậy hả? Ừ. Đi học nào cũng vậy á, cần nuôi em nghỉ từng tháng. Nè, mình nấu canh như vậy đi. Cái mang đi về kêu tao nấu mệt quá. Nó chấp vậy à?
Hả? Hả? Kêu nấu vậy hả? Chứ con nấu gì mà kiền nó súp con y kiền con gà vậy á. Ngon không sáng? Ngon hả? Trời ơi, ăn miếng ngon quá ha. Câu ô kìa, ôi cái này thấy ra rồi. Nay chủ nhật công nhận đồng rồi. Hai lần này mà nó nói chuyện tiếng Anh là tôi nói mày nói xấu tao gì mà nói tiếng Anh mà nói tiếng Việt đi. Hai người cũng vậy nói chuyện với nhau nói tiếng Anh. Nó bao giờ lùi nói xấu à? Sữa này nó mua ngoài chợ nó bán vậy. Mà sữa này đâu có ngon. Nó mà làm nữa là bán cơm kiếm đâu. Nó là biết là bà sữa nó đã bán cơm đắt không? Ê, thấy cái chỗ mà nó mới mở ra lạp xưởng gì cái gì ra. Sữa này cũng nổi tiếng lắm. Sữa cũng là bằng ở bên đây xem nó có bán đồ ngâm lạp xưởng. Cái nước gì hả? Thuốc thang thuốc về đổ mua đồ vô ngâm á. Cái gì không thang thuốc chứ phải mình đi qua ra ngoài chợ đó mình mua ấy hả? Ông chợ Hồng Kông nó có bán á. Mấy cái loại mà cái gì như ngôi sao rồi cái gì. Giờ cái gì có ngon bằng cái thuốc nguyên một thêm. Thầy mới hẩm là Út điện cha con. Út tính biểu mua vài cái khô cho con 2 ký thì mình đứng 2 ký mà cô gì con nó hôn đồ nhiều quá anh sách. Bả đồ Hà bên chồng bả gửi qua nó mà gửi thưởng ít đó thì mua bữa mua 4 cái lô sạc bự đó cho con 2 ký đến 2 ký con khách ăn khô á. Mua cái sạc ngon nó lạc lắm ngon lắm mốt việt nam mua ngon lắm. Mua một số sạc bự lắm các bạn ta. Mà chính nó coi đi. Nó ba thấy có mấy hai con cháu mà giống nhau á. Cũng mập. Cái thằng này nó có hai con cháu giống nhau á. Bà xã hữu gì cũng nói vậy. Hả? Nói nào? Cái gì đó nói cho con giống không? Nè, ở dưới cái này cuối. Nguyễn 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 trực tiếp bản luôn. Được rồi, nó qua trực tiếp. Nó là ăn cái gì vậy cắt ra nè. Ăn con con. Nó ôi ngon. Cầm ra mẹ mạng thế nào không không khi kinh nghiệm còn rỡ nạn sợ mình rau rồi uống nước thì ăn uống nước ngon quá đi đâu? Dạ. Tao muốn ăn cái mỹ mà.
làm thịt gì mà thịt thu queo à? Thịt heo à, thịt gà. 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 Còn hai cái ấy thu queo mà trắng hay thay lại hết. Cái này trắng. Tới tới đào hải sản đâu nó mới ngon thì sao giờ mà hải sản không? KFC quay về. Chỗ đó con, mà là xưởng hả? Mà là xưởng hả? Đó. Mày làm đặt xưởng đi. À, con làm đặt xưởng dở mà kêu con làm hoài. Con làm đặt xưởng trên đâu vậy? Xưởng là bỏ chỉ có bỏ muối không à, cái đường mà mở cái muối với không có mở nạp không à. Vậy không có được. Quá bé vợ đó mà hồi đầu làm bài. Con phải làm mở hết kìa. Nước nước con hỏi hết rồi, từ đó về Việt Nam qua qua hết rồi. Cứ dỗ có gửi mẹ mua mua Việt Nam. Giờ con không có thời gian làm. Thì bỏ đó ví dụ con nướng thịt, con ướp con nướng thịt nó cũng ngon vậy. Con hốt mới 2 tháng Việt Nam được cái đâu có hơn đâu. Con hốt ớt mẹ á, rất là nhiều tiền để mẹ à. Ủa đó là mình mua bà nó về đây mình mua rượu rồi bỏ chỗ hả? Dạ. Mình có là phải mua nước đó hả? Mình quay về đây mình mua rượu trắng á, đổ cho ngâm. Rồi cái dặn mấy nghĩa dặn than mấy lít á. Ở bên đây có rượu trắng mà không hả? Có hàng hè. Rượu trắng làm gì? Rượu lặn bốc ngâm nước uống thịt sưởng. Con để không lặn sưởng con nước thịt đổ vô rất ngon. Dạ. Rồi nè, anh coi nó bên gì nè. Tròn ấn rồi ngon lành. Lớn ấm quá. Có cái ăn đâu, có kén như là gì. Nào thấy không? Mai còn cái ăn nửa con gà nó ăn không hết nữa. Bên ông rồi. Kén ăn. Kén ăn. Thánh đó kìa con. Còn đã có phải nước mắm gì đó. Ôi chị không có đi về nhà biển là nắng chơi rồi lát đi rồi chịu đi rồi. Ừ, về bản khỏe gỡ lại thăm chị Út. Vợ chồng con cũng khỏe nha. Gỡ lại thăm chị Út nha. Ở đây ví dụ con ở nhà nhiều người ta tốn tiền á. Ví dụ nhiều người như người nhà mua nhà ta không thấy ta trả không thấy ta kéo nữa đó. Nhà mà tự đăng bản bán ít lắm. Rất là hoài trên ấy mà lên mạng tự nó đăng bán hay là lên địa ốc cũng vậy thôi. Chú ăn cam mẹ ăn đi. Chú ăn cam. Lát bay đem về nhà ăn nhiều quá mà ăn không hết. Chơi chèo à. Hả? Nó nói mẹ chưa xong mà ăn đi.
Trời ơi. Chưa xong. Trời đá ta. Trời ơi. Mới mùa này à? Trời ơi. Có con trai vậy đã rồi. When or where? Where? Where is the city? Trai lo hơn gái à. Like close to here but not really close. Ăn hết thì đúng không ta? Nói chưa? Yeah. Hả? Không có chạy. Go lên chứ có gì đâu là qua nữa. Đó là lâu qua con cháu mời anh vào trả tiền không? Đây là đa số đó. My first car was in an Infiniti. Ở nhà đi ăn toàn là đem đồ về mà. Có sang đâu? Có thô sang đâu? Lát ăn qua có sang mà hết đi. Sang hết đi. Nhớ để tôi trả tiền cho ông chị. Thôi có gì tiền đâu. Trời ơi. Ông đây đã kỹ à. Mai ấy biểu kêu mình coi lại có đúng không? Chứ chỗ gác đâu có đâu. Ừ, ở đây kỹ. Nhân viên lại lại nó hỏi mình này nọ. Không có gì chỗ Thái à, phơi điện rồi cũng vậy nha. Còn đi vô ăn ở nhiều nhân viên từ dưới đứng nó ngó mình chăm 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 á, thấy cũng ngại cũng ấy. Mà cái gì cũng mắc ở đợi bây giờ đợi còn là đợi mà lễ á, nó sale xuống á nó mới rẻ mua cái bình thường muốn nổi. Đấy nó kêu không mua nó kén. Chẳng thế đâu mà mua đúng rồi, đâu có đi đâu thôi. Ừ, đâu ấy đâu. It's boring. Yeah. Mua mấy áo thun bận á, rộng rộng bận thoải mái. Wow. Trời giờ nó quen nước rồi kìa, nó vô kìa. Trời ơi kìa kìa. Nó quen rồi cái nó nịnh đó. Mấy tay á, 10 tay đi học rồi. Dạ dạ dạ, nữa nhỏ đẹp trai lắm. Cái hàng lên. Con ốm quá rồi. Cái gì đang dùng chỉnh không? Để ốm quá. Cái này dùng chỉnh không? Chỉnh điện với bào. Hả? Có gì nhân ngợi không chỉnh không? Cái gì mới nói chuyện không? Không chứ em thấy tùy sao. Chắc ốc lạnh hết chỉnh rồi. Kiểu quá họ đâu biết nít cơ á, đâu có biết còn xài ấy kênh YouTube đâu, đâu có nói đâu. Nhưng mà bà cứ đang đi ăn này, mày chẳng có biểu tất ở bà lại coi. Đi đi hả? Thấy bà đi ăn. Mày bà có máy. Mấy người đó bà đó, tao đâu có rõ là tao coi. Bà ở bên đây, ở bà không thấy trắng mà qua đây. Trời ấm nó thấy trắng kìa. Mấy sang. Mấy sang ai tiền có mấy sang đâu rồi? Tiền bà Út cho đâu rồi? Bà Út đi về mà quên quay bà Út. Bà Út cho ai vậy? Quên quay bà Út rồi. Trăm mươi mấy đồng mới bà. Nó quay chân chuyên nghiệp quay YouTube thôi vậy. Đó bây giờ đi ra biển nha, hồi các bạn. Cái soạn đồ đem áo đem đồ ăn lên chẳng. Cái gì? Ra đây.